Tại đây là hồ đường Lê Lợi, à, đường Lê Duẩn đấy mọi người có thể thấy đông kín người luôn, không chen được luôn. Ở khúc là đường Đồng Khởi, đầu của đường Đồng Khởi cũng như là bên một Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Thì hôm nay Hải đã có mặt tại giữa con đường Phạm Ngọc Thạch. Đây là một cái ngã tư luôn giữa con đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn. Thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà cùng với Hải nhé. Thì tối ngày mai sẽ là đêm của Noel khá là vui và tấp nập. Thì hôm nay Hải đã có mặt tại đây để phía nhà thờ Đức Bà để có thể quay cho mọi người cùng xem nhá. Thì mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo quanh cùng với Hải một vòng. Ở phía trước kia là bên kia là chỗ Diamond Plaza thì đang tập trung rất là nhiều đông các bạn trẻ tới đấy vui chơi, thì mời mọi người cùng đi cùng với Hải. Đây, mọi người có thể thấy là tối ngày hôm nay là tối thứ 6, lượng xe đi lại rất là đông. Nếu mà như tiến độ này thì tối ngày mai thì sẽ là các cái con đường trung tâm lớn của Sài Gòn sẽ là kín người luôn. Ở khu vực này thì họ đang san đất để chuẩn bị trồng hoa ở khu vực này. Chỉ còn một ngày nữa sẽ tới Noel và còn 7 ngày nữa thì sẽ tới kết thúc năm 2022 và sẽ sang tới 2023 nha mọi người. Một cái địa điểm hút khách rất là đông ở đây. Cái này gọi là biến người luôn á. Bây giờ Hải sẽ đi một vòng rồi bên dưới này mình đi lên nha. Rất là đông luôn, đông người cũng như thu hút được rất là nhiều hàng rong và xe dưới lề đồng đường. Tại đây là hồ đường Lê Lợi, đường Lê Duẩn đấy mọi người có thể thấy đông kín người luôn, không chen được luôn ở khúc này. Bây giờ mình sẽ đi dạo quanh đây một vòng, sau đấy sẽ đi đến chỗ nhà thờ nha. Nhà thờ chắc giờ này đông lắm ấy. Cũng một kiểu luôn rồi.
khu vực này nó tắc đường khá là nhiều luôn mọi người. Xe nó đi qua lại lưu thông ở đây lượng xe đông lắm. Dự kiến tối ngày hôm nay thì dọc những con đường lớn của Sài Gòn thì hôm nay sẽ tắc ấy, để tranh thủ đi quay cho mọi người xem nha. Hãy đi lại cái hướng chỗ nhà thờ xem có làm cái gì mới không nhá. Mấy hôm nay quên cũng bận nó không quay cho mọi người xem được. Con đường sách giờ này cũng khá là đông này. Hiện tại giờ là gần 9 giờ tối rồi thì rất là tấp nập luôn này. Bên này thì bán những cái đồ lưu niệm, đây có cả cái thông Noel rồi cùng ông già Noel luôn. Phía ở bên này thì có tổ chức âm nhạc ấy. Còn bên bưu điện thì giờ này là đóng cửa muộn rồi mọi người. Bây đang tháo cái gì rồi này. Thấy là giờ này đông kín rồi. Đây có cả đài truyền hình luôn đấy. Đài truyền hình này là bên VTV à.
Đây mọi người này, góc này có bên VTV tới quay khu vực này luôn. Hôm nay rất là đông. Còn bên này là cái tòa nhà của Novaland này, rất là đẹp luôn. Nằm trên tòa lạc trên con đường Đồng Khởi, đầu con đường Đồng Khởi, cũng như là bên một hướng bên đường Nguyễn Du. Giờ mình cùng đi dạo thêm một xíu nữa, sau đấy Hải xin phép được dừng video nha mọi người. Lên trên đây thì sang bên này nó cũng hết rồi. Bên này thì cũng có những quán cà phê bệt này, bán rất là đông khách luôn. Đây này có hai bố con thì đang đi thổi lửa. Bây giờ mà sang được đường thì chỗ này nó hơi khó này. Hải vừa cập nhật sơ qua về tình hình ở tại nhà thờ Đức Bà gần giáp đêm Giáng sinh cho mọi người cùng xem nhé. Thì hôm nay là cũng là ngày cuối tuần rồi nên mọi người đi tới đây rất là đông này. Xe buýt 2 tầng này rồi lượng xe qua lại đây rất là đông. Thì bây giờ Hải sẽ chạy ra đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem thế nào nhé. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video và chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Đây là cái chỗ này sang đường rất là khó luôn. Xe nối xe luôn. Nãy giờ chờ gần 10 phút thôi. Đấy mà sang được cái chỗ này rất là khó. Cái này nó không có đèn nữa. Mình cố gắng đi đại đi bây giờ sang là cả vấn đề. Đây Hải sẽ sang bên này quay một xíu cà phê bệt cho mọi người xem nha.